chúng ta sẽ nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của tai qua mô hình tai. Cấu tạo tai gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tai ngoài. Phần thứ hai là tai giữa. Và phần thứ ba là tai trong. Tai ngoài gồm có vành tai, được cấu tạo bằng chất sụn, có nhiệm vụ hứng và hướng sóng âm vào ống tai. Tận cùng của ống tai là màng nhĩ